Chào đón quý vị khán giả đã đến với chương trình Dòng Ai Dòng Ai. Chương trình của chúng tôi do đài truyền thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Color Entertainment thực hiện, phát sóng hàng tuần 19 giờ Chủ nhật trên HTV7. Và cảm ơn nhà tài trợ độc quyền Samsung Galaxy A21s tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ với hai chủ nhà quen thuộc Trường Giang, Trấn Thành. Tươi lên em, tươi lên, tươi lên. Làm gì em lại trông như vậy? Cái điều mà anh muốn các em tươi hơn, phải vui hơn, phải nhí nhảnh hồn nhiên hơn là bởi vì những nhân vật xuất hiện trong chương trình của mình quái kiệt nha em. Vậy hả? Cho nên là mình phải tươi, mình phải vui thì mình mới làm lợi người ta. Chứ nếu không là mình bị người ta là che lấp mình luôn. Trời trời, đây là nhà của mình mà anh, ai tới đây mà. Em ơi, có những cái nhân vật mà vô nhà người mà làm như nhà mình vậy đó em. Vậy chắc bữa nay anh em gặp lại sắc. Sắc hả? Tập trung sức lại. Tập trung sức lại, đoàn kết với nhau để giữ vững cái bộ ba của chúng ta. Tại vì em nghe em thấy là bây giờ khách mời bây giờ bắt đầu vô, bắt đầu kiếm chuyện với anh em mình rồi phải không? Chúng ta phải hòa đồng nha. Hòa đồng. Nắm tay nhau cái coi. 1 2 3. Yeah! Mời các em về chỗ. Và đại nghĩa xin được chào đón hai nghệ sĩ khách mời của ngày hôm nay, công chúa Lâm Khánh Chi và thần đồng bé Vũ Hà. Chào công chúa. Bữa nay công chúa cái bông bự hú hồn. Thì công chúa mà đương nhiên cái bông phải bự chứ. Đâu đâu, cái bông mà đâu có bự đâu. Cái bông này nhỏ nhất ở nhà em rồi đó. Vậy cái bông bự được cỡ nào? Cái bông bự nè, bằng người anh á. Trời ơi, dạ em cảm ơn chị. Không sao anh, tại vì sao người ta đâu có câu ghé phải điệu, không điệu sao gán chịu. Đúng rồi, làm con gái phải điệu, ai không điệu sao gán chịu. Dễ thương thiệt, hai người hay quá. Phải, phải nói thật lòng là anh Hà, anh trẻ mãi luôn á. Em mong là tuổi em mà như anh Hà là em phải được như anh Hà đó. Chắc gì sống tới ngày đó. Trời ơi, trời ơi, tôi rất sớm nha trời. Nói chứ ngày hôm nay cả hai nhân vật này thật ra đều là những đàn anh đàn chị của chúng ta cả. Tuổi không đời, tuổi nghề hơn hết. Tổng nào em có hai mấy tuổi à? Dạ rồi, công chúa hai mấy tuổi. Dạ. Nhưng mà cái mặt sự mà thanh xuân kìa của họ lúc nào cũng tràn trề cả. Ưu tiên cho công chúa bông bự nè, chọn về đội nào ở đây? Chọn gì nữa, họ là một đội cặp nào? Rồi chọn gì nữa lên lắm là không gặp mấy bên như bằng nhé. Dạ mời anh Vũ Hà về với Trường Giang. Trời xin một cặp rồi. Ừ, anh ơi. Ừ. Dạ bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai ca sĩ khách mời của ngày hôm nay. Họ là những ca sĩ của dòng nhạc trữ tình. Xin chào đón Dương Ngọc Thái và Nhật Kim Anh. Đêm buồn lẻ bóng mình tôi, tình nỡ lìa đôi vì người ta đã phụ tôi rồi. Chẳng gối lạnh lùng duyên nồng hai đứa, tiếng yêu ban đầu sao nỡ phụ nhau. Giờ chồng vàng chứ đời mong, người đã bội giống em sang đò rời xa bên sông. Em vui cùng ai quên tình xưa chung lối chung đường, gửi trao măng nồng cho một người duyên nhạc tình không. Mình ơi sao nỡ mình ơi, tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm chẳng
gối măng nồng, ước hẹn cùng nhau sao bây giờ đành xa cách nhau. Quên nghĩa phù thế, quên câu hẹn thề, quên nghĩa vợ chồng, em thay lòng tin dối qua sông. Đêm buồn lặng tiếng nhạn kêu, tình lỡ buồn hiu, em xa người lòng đau bấy nhiêu. Người ta vô duyên mới, anh thui thủi một mình, vì đâu thay lòng giờ xa chồng sao nỡ mình ơi. Mình ơi, sao nợ mình ơi, tình nghĩa phù thế bao nhiêu năm chẳng gối mặn nồng. Ước hẹn cùng nhau sao bây giờ đành xa cách nhau. Quên nghĩa phù thế, quên câu hẹn thề, quên nghĩa vợ chồng, em thay lòng tin dối qua sông. Đêm buồn lặng tiếng nhạn kêu, tình lỡ buồn hiu, anh xa người lòng đau bấy nhiêu. Người ta vô duyên mới, anh thui thủi một mình, vì đâu thay lòng giờ xa chồng sao nỡ mình ơi. Người ta vô duyên mới, anh thui thủi một mình, vì đâu thay lòng giờ xa chồng sao nỡ mình ơi. Cứ buông tay tìm ai đó cho vừa. Và nếu xem em là một người thừa, bận lòng chi nữa anh ơi, lời nói dối đầu môi. Anh đi với ai làm sao em biết, bao câu nói đau lòng em cay xiết. Em biết chứ nhưng điều đó không cần thiết. Ôm chi lấy anh một người thay đổi, bao nước mắt rơi chẳng thể cứu rỗi. Chỉ là em tự lừa dối chính mình, đau đớn cho một người như em. Lắm anh biết không, chiều nay trong cơn mưa rào em đứng trong nhà bao. Bởi anh đã có ai rồi người đâu hay. Tội nghiệp một cô gái yêu người đổi thay. Thật ra trong mắt em cả thế. Thank you.
sự đánh đổi bao nhiêu xót xa ngày dài tăm tối. Em cố chấp để giờ bước đi lạc lối, ôm chỉ lấy anh một người thay đổi, bao nước mắt rơi chẳng thể cứu rỗi. Một lần đau lòng còn hơn mãi chờ đau đớn cho một người như em. Lắm anh biết không, chiều nay trong cơn mưa rào em phụ nữ dạo này hồi đi dài gọn ha. Nó lại xỉa xói cái đôi giày của em. Em không xỉa xói đôi giày anh thì thôi nha anh Thành. Cái giày hiền cô à. Ồ, hôm nay không phải ý nói là cái đôi giày của em á, Thành cũng độn cao bằng giày Nhật Kim Anh đó. Dạ đúng rồi. Ở ngoài là cá hình của anh. Ở bên trong mới ghê. Kim Anh ơi, Kim Anh. Dạ. Cứng bớt điệu đi, cứng điệu quá chị mệt. Cứng bớt điệu đi, cứng điệu quá chị mệt. Cứng bớt điệu đi, cứng điệu quá chị mệt. Gì vậy trời? Cứ nghĩ sao? À. Chị ngồi ở đây mà cứ mắng xói xả chồng chị vậy. Chị ơi chị, chồng chị nào vậy? Harry bỏ đâu chị? Trong tù. Thì trong tù nó rõ, trong tù mới công khán giả hiểu lầm. Chị ơi, cưng lạc hậu quá. Chị đang có trong tù. Chị đâm sùm lũng ngang vậy. Harry Quang ai mà biết là vợ chánh thành. Ai biết tôi đâu. Tôi vợ bé. Tôi vợ bé. Sợ chị phóng vô chị phá gia can nhà tan nhỏ em Harry Won của em bơ vơ tội nghiệp. Duyên quá, duyên quá. Duyên công chúa giờ mang tính chất giải trí ghê lắm. Cái bông hú hồn, cái bông là đúng phong thủy nha. Với Dương Ngọc Thái và Nhật Kim Anh ngày hôm nay đến với chương trình này thì cũng phải lựa chọn về một trong hai. Sao Dương Ngọc Thái? Thôi ưu tiên phụ nữ đi, ưu tiên phụ nữ chọn. Dạ em về anh Giang. Mời Kim Anh về với Giang và dạ. Thái về với Thành. Thưa quý vị, hai gia đình của tụi em đã ổn định. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp 7 người chơi của ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Thưa tất cả các anh chị và các bạn, cái mùa này một trong những cái điều mà Đại Nghĩa cảm thấy thú vị nhất đó chính là mình có được một cái chỗ ngồi. À, nếu như các bạn đã từng tham gia những mùa trước như Nhật Kim Anh thì cũng thấy những mùa trước anh đứng hoài, anh mỏi chân quá. Cho nên là mùa này anh được có một cái vị trí tương đối là nó khang trang, thịnh soạn, đầy đủ nước, trái cây. À. Em nhớ trong họp báo anh nói là thiếu cái hình với cái bát nhang nữa thôi phải không anh? Cái đó là kẻ xấu nói anh đó em. Anh nói. Thôi. Cái đó là thường là dành cho những người ta đã khuất mặt khuất mài, ta mới có hình với nhang. Anh Nghĩa chỉ cần 3 chung rượu nhỏ để lên.
Anh mà có ba chân rượu lãnh tiễn em trước nha Thành nha. Cũng chả cần rượu nữa, cái dĩa trái cây nó đổi qua thành dĩa chuối sứ là ngon. Như các bạn thấy, cái anh chàng số 1 ngồi uống cà phê, nhưng mà anh ấy đang cầm điện thoại Samsung Galaxy A31 để chơi game. Chơi game say mê đắm đuối. Công việc của anh ta là gì? Anh ấy làm vệ sinh đường ray. Mời mọi người xem. Ông tìm được mục đích sống rồi đó, tham gia giọng mãi giọng ai đi đó, cho nên phấn khởi như vậy. Trong cái đoạn clip vừa rồi chúng ta có thể thấy bạn hát chữ gặp, mà nó không phải là gặp đầu nha, mà là giống như là mình gặp nhau đây lúc buồn vui chuyện cho, là do đây nha, do em này nè, đó thành thử ra là em nghĩ là ca hay. Nhìn cái mặt ấy, diễn thì nó hơi lố lố chút, mà tóc ấy thì cũng nhìn cũng tóc đẹp không, nhìn cũng tạm tạm. Anh nghĩ bạn này hát hay. Hát hay vì cái mái tóc thấy đẹp mà cho rằng bạn hát hay. Đúng. Nghe không có cơ sở gì hết ha. Nghe bông người ta nói nè. Thốt lời đi công chúa, phun châu nhã ngọc nào. Công chúa chưa nhìn kỹ mặt. Rồi biết sao? Tại vì thấy tiếng la lên cái tự nhiên chạy rồi xong tưởng làm cái gì, chưa nhìn kỹ, đang nhìn kỹ đang hết rồi. Đâu trời, cái mặt chà bá trên màn hình gì mà không thấy sao? Kìa, anh ta đang ngồi ở số 1 luôn kìa công chúa. Cái chương trình này phải làm rất lẹ, tại vì năm nay năm thứ 5 rồi. Nhưng mà công Khánh Chi đó là hát dở. Hát dở? Anh thấy là sao? Anh nghĩ là chắc bạn này là nghe cái giọng cái chữ cuối thôi, thỉnh thoảng chút người ta nghĩ là hát hay. Em thì em thấy có vẻ bạn hát không hay. Đúng anh? Đúng không? Trời ơi, cùng chung ý kiến. Tại sao vậy? Cậu này là không biết diễn và cũng không biết hát luôn, nhưng mà khoái vui lắm, mê lên nhảy nhót làm trò lắm. Lát gặp Lâm Bình Chi là chắc nhảy cùng luôn á. Thấy cái năng lượng của bạn ấy á, là hay mình biết rằng rất là mê diễn. Mê à. Còn hát hay hay không chưa biết nha. Rồi tiếp, mình qua bạn số 2, ngồi đó đọc báo, hai ông này uống cà phê chung bạn bè. Ông kia làm vệ sinh đường ray, ông này làm bảo vệ đường ray ha. Mới hả cái họng. Tưởng đâu mới nhả hả là không nghe. Nhờ em nói mà mọi người mới không nghe gì hết trơn trọi đó. Người ta đang tập trung nghe. Tại vì em mới thấy hả miệng ra cái là ngưng lại rồi, bởi vì em tưởng đâu là có nhiêu đó. Em mới tham gia lần đầu hay sao vậy Kim Anh? Dạ em tham gia lần thứ 2. Mà vẫn là nghiệp dư quá vậy. Vậy là chuyên nghiệp. Lần thứ 2 là em phải chuyên nghiệp hơn chị chứ. Lần thứ 2 người ta đang chuẩn bị dơ cái mỏ ra để phát âm ra, cái em nói không nghe gì hết. Em nói cái này lớn cái tiếng còn tan luôn. Rồi nghiệp dư quá Kim Anh ơi. Dạ. Đây mời chuyên nghiệp nói nè. Công chúa thấy sao em? Tôi lộn chị. Chị đâu có thấy gì đâu, tự nhiên chị định chị thấy rồi, đưa cái giấy xong bên này chạy cái bà Kim Anh la lên chị quán hồn. Tôi coi như chị nhớ chị quên nó luôn rồi. Ủa người chuyên nghiệp kỳ gì dễ quán hồn vậy? chuyên nghiệp nên không dễ quán hồn. Chuyên nghiệp là chuyên nghiệp cái chuyện khác, còn cái vấn đề cái não chị ở chung không nên nhiều chay quên là quên luôn. Rồi cuối cùng công chúa vẫn chưa đưa được ý kiến gì luôn đó.
qua hai người luôn, công chúa không biết gì trơn trọi đó. Em lo ngó công chúa em quên luôn rồi. Thôi bây giờ nhờ soái ca đội em đưa cho anh Thái thôi đó. Sao Dương Ngọc Thái? Nhìn bạn này thì có vẻ thư sinh. Hay đó hả? Thư sinh ha. Bận đồ là nghệ sĩ. Có ba chi tiết nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn mà suy nghĩ nè. Một là đâu dài bông cúc, được chưa? Dài đó là dài trendy nha. Là dân chơi người ta mua rồi ha. Dân nghệ sĩ rồi mới mua nha. Cái thứ hai, cái áo kim tuyến kìa. Dạ đó. Áo nghệ sĩ, áo nghệ sĩ. Cái áo kim tuyến mà có cái cài nữa. Có cái cài nữa. Đây kinh nghiệm của những người trên sân khấu. Phải giới nghệ sĩ mới được. Công chúa mê bông không? Công chúa mê bông. Mê hộp không? Hộp mê dễ sợ. Mê tuyến không? Mê hết đó. Có bông, có hộp, có tuyến. Đây. Nhưng mà này nha, nhưng mà nhìn cái anh này đó, có một cái nét nét, không phải là nét giống, nhưng mà cái kiểu mà cái tạng người mà hát dân ca đó, trữ tình đó, giống giống đây nè. Có bông, có hộp, có tiền. Vô luôn. Vô luôn. Vô luôn. Hốt. Hốt đi. Gấp gáp vậy sao? Không phải, cuộc đời mà hơn thua nhau là ai đi trước thôi. Đúng rồi. Kim Anh ta làm ăn, dân làm ăn. Vậy giờ anh hỏi thăm bên đây chút xíu đi, để coi coi Kim Anh có muốn hốt không? Dạ em thì chắc chắn là em không hốt rồi. Tại nếu mà em hốt một hồi em hát là bạn hát mệt luôn á. Tại vì cái tông nữ mà. À vậy hả. Cho nên là thôi nhường cho anh Thái đi. Nhưng mà trước khi giờ Dương Ngọc Thái quyết định chọn bạn này luôn á, anh Vũ Hà, một người kinh nghiệm lâu năm nè, anh chia sẻ ý kiến của anh về bạn này một tí đi ạ. Theo kinh nghiệm sống lâu năm của anh quan sát thì những bạn mà có tiền, mình con nhà giàu mà mang cái đôi giày hiệu như thế này thì thường thường là hát không có được. Thêm một cái kinh nghiệm nữa đó, là những bạn mà hát nhạc dân ca đa số 90% là xuất thân từ con nhà nghèo nghèo chút. Thiệt mà. Đúng rồi. Ừ, đúng. Cho nên là không thể nào mà có tiền là mua cái đôi giày được. Em thấy cũng có lý đó. Ừ. Tại vì em với anh Thái cũng nghèo mà, phải không? Nghèo lên. Ủa mà sao anh quy định bạn này là hát dân ca luôn? Biết là vẫn hát nhạc khác sao? Đúng hôm rồi, nay hát là hai cái mặt dân ca ngồi đây mà. Hôm nay chương trình dân ca anh ơi. Không, vẫn hát nhạc khác bình thường. Ủa vậy hả? Vâng. Vậy rồi anh Thái có hốt không? Anh hốt rồi. Hốt hụi luôn rồi kìa. Có vội quá không, hay là mình đi chợ một vòng đi? Nhưng mà vậy nè, thôi thật ra cũng nên đi một vòng chứ, mắc công lát sai đổ thừa em tội nghiệp. Cái này ý kiến giùm thôi. Okay, okay, okay. Thái nói cho Thái biết nha em, Trấn Thành cũng đã từng xúi rất nhiều khách mời chọn từ những cái bạn đầu tiên đó, và cuối cùng là trắng tay. Cho nên là cẩn tắc vội này, mình cứ đi rảo một chút xíu. Nếu lát mà em thấy rằng ô vẫn còn đặt niềm tin nhiều vào bạn này, mình quay trở lại không sao cả nha. Rồi quyết định vậy. Ok, đi qua bạn số 3 nè. Giống nha, giống Lão Quốc Hùng à. Đó, mấy người mà hát được thì cái mặt là thấy cảm tình liền vậy đó. Đó. Trời ơi, cái miệng thấy không? Vừa rồi chúng ta xem một đoạn clip giới thiệu về nghề nghiệp của cả hai bạn ở vị trí số 3 và cô gái ở vị trí số 4. Ủa? Số 3 là sao? Số 3 là anh chàng đây, số 4 là cô gái áo đỏ. À, kết nối với nhau anh hả? Đúng, anh hai người vác vai nhau cuối cùng. Cái đó, người mà anh muốn giữ hát tới cuối cùng phải là ông số 3. Đúng, chính xác. Số 3 tại nghe vì giọng, em nghe nói giọng thiệt dày nha. Dày đúng không? Nghe cái em nói thiệt nha, áo sơ mi dân ca cũng được kìa, đâu nhất thiết phải là áo kim tuyến, kim sa rồi đúng không? Ừ. Chịu, đúng anh? Chịu, người đàn ông chơi lớn mua điện thoại tặng bạn gái mới hát hay được. Không, mà nhìn thấy cái hơi thấy rõ ràng hát hay á. Bà số 4, nhìn cái mặt bảo đảm ca hay luôn. Nó có một cái nét gì ngộ nó từ những cái con người ca hay, giống như chị Mai Hậu xưa, chị Mai Thiên Dân ngày xưa. Nhưng mà nhìn bà đó là thấy khỏe lắm nha, bà hát rất hay đó, bà đó hát hay đó. Nhưng mà em khẳng định luôn, chắc chắn luôn, số 3 hát dân ca hay, còn cô số 4 không hay. Em đồng ý cái số 3 hát hay, tại cái nghe cái đó, tiếng chưa? Là nghe cái giọng bass á, có giọng bass. Em đừng có nghe lời Trấn Thành nha, Trấn Thành không, là chưa, Trấn Thành đâu có nói gì đâu, chưa nghe mà. Không, Trấn Thành là bên phe anh đó. Nãy giờ mình chọn ba người hát hay rồi đó, chứ phe bạn anh á, trời ơi, chuyên môn là cho mà xúi dại ca sĩ rồi cho thua. Tự nhiên giờ đổ tôi lên, đẩy tôi lên cái hàng lọc lừa. Có đâu Thành, anh Hà ơi, Trấn Thành là thù Nguyễn Thị Ngân dữ lắm. Hãm hại em nhục nhã mấy mùa rồi chứ. Chứ không có cùng khoe đâu. Bây giờ nói nào ngay, số 3 nhìn mọi cái hình thức nó đều đẩy tới cái chữ hát hay hết á.
những người mà hát nhạc dân ca thì nó ngấm vô trong máu rồi, cho nên dù họ có che đậy cỡ nào thì nó cũng lòi hết ra. Quá xuất sắc. Bây giờ nè, ba bốn đang trong cái tầm ngắm nha. Bây giờ tạm thời giữ đó, đi chợ vòng lát quay về truy ra liền nha. Qua bà số 5, số 6, số 7 đi. Số 5 bà đang ngủ rồi, không mấy bây giờ mình cho bà ngủ luôn không? Khoan cho em hỏi cái. Kế bên bà số 4 là cái ông đó nhiệm vụ ra đẩy cái hộp qua lại cho bà. Không hả? Phải, bạn thôi, người yêu thôi. Đây nè. Mà nó nghe sao sao mà đẩy qua đây là quà gì? Số 3 tặng hộp quà cho người ta, tới cha số 4 tới sao cua định tặng tiếp bự hơn. Rồi bà này bà không lấy mà chạy. Không lấy, đã nhận cái điện thoại Samsung rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Đó, câu chuyện là vậy đó, ai muốn hiểu sao hiểu. Qua số 5 nha, số 5 bà ngủ rồi. Bà ngủ rồi. Công dậy việc đi của bà ơi. Là... Kêu bà dậy đi, kêu bà dậy đi. Thôi kệ cho bà ngủ đi chị. Bà ngủ đi, mình tha hồ nói xấu, không sợ bà buồn. Công việc của bạn ấy là làm tóc cô dâu. Đó, giờ mọi cái nó rõ ràng, nó hiển hiện vậy đó. Đâu có cho nghe đâu mà chỉ có vậy thôi đó. Không nghe luôn. Không cho nghe mà để cái ẹt cái cũng như không, đâu nghe được gì đâu. Từ mùa 1 đến giờ đã vậy đó chị. Nó hơn nhau là cái ẹt á. Ẹt con này chua quá. Con bé số 5 này là cái dạng ca xong là mình sẽ ngủ y như nó đó. Nó ca là mình ngủ y thinh vậy đó. Hát dở lắm cho nên không có mặt mũi nào nhìn khán giả hết trơn nên mình làm. Anh đi. Anh Hà, tự quyết định vậy luôn. Anh yên tâm nha, trong cơn mơ nó có khấn á, nó niệm cho anh đó, anh yên tâm đi. Đừng có nói, nó nghe đó. Thật ra thì thấy khẩu hình á, thấy cái khẩu hình thì có vẻ hơi điệu, nhưng mà em nghĩ rằng là hát không hay. Hát không hay, mặc dù có điệu. Dạ. Có trao chuốt cái miệng chút xíu. Dạ. Ừ. Còn Thái, hồi nãy bên trong mình cũng có nghe nhiều chương trình trước, có nghe những người đẹp thường thường hát không hay. Anh Thái anh cũng coi là đâu phải mấy người đẹp mà hát dở ở đâu cũng được săn lùng, đúng không anh? Đúng rồi. Phải lâu lâu thôi chứ đâu mà hàng đặc sản mà nó về hoài được anh. Nhưng mà lâu lâu không phải có một người đẹp hát hay vậy chứ bộ. Bởi vậy chứ đâu phải là xinh, thí sinh nào mà đẹp cũng hát dở đâu. Bữa nay là chương trình biết có hai cô gái đẹp là Nhật Kim Anh với lại công chúa tới đây, nên phái một cái bà vừa hay vừa đẹp xuống chặt mình sao, thí dụ vậy. À, cũng nghi nghi lắm ạ. Như Khánh Chi thấy nào, cái chắc quan là cô này hát hay đó. Ừ, công chúa nghĩ rằng cô này hát hay, hát ha hay. Tiếp số 6, chà, ở trong quán cà phê mà đeo mắt kiến đen bịt mặt rồi cầm điện thoại Samsung chơi điện tử chơi game làm sao ta, lạ nha. Bạn ấy là sinh viên. Một câu hỏi, một sự thách thức đến từ cô bé sinh viên. Ủa không hát anh? Nhưng nó nguyên câu dài em. Cái tiếng nói luôn, cái cổ luôn ha. Ừ. Đời sinh viên có cây đàn guitar ta. Rồi. Đố anh chị, em hát hay hay dở? Nghe giọng là không. Rồi dở luôn. Bé này mới hay đó. Không, nghe giọng không đâu, em nghĩ bé dở. Này mới hay. Nè, nghe Tiền Bối nói nè. Bé này hát mới hay. Nghe chưa? Không có để ý một chút xíu nào hết. Có thường thường. Có liên quan tới đường tình không? Không, cô bé này nếu như anh để ý, thường thường mấy người mà diễn xuất mà khi mà hát thành dân ca á, họ ngồi vậy. Thấy không? Đâu phải ai cũng diễn xuất vậy đâu trời. Nhưng mà người ta hát dân ca chuyên nghiệp luôn. Mà cái giọng kìa, trời ơi, cái giọng mà nó chua chua mà nó chanh chanh như vậy, hát nhập nhận nó ngọt lắm. Ủa, giờ sao? Cái giọng chua chanh chanh mà hát nó ngọt là sao? Tại vì nó bị bẻ lên đó. Bị tuôn lên. Bị tuôn lên nó, đó, nghe nó chanh chua. Em bắt đầu rối rồi đó. Cô bé này hát không hay. Hay. Cái giọng bẹt quá trời bẹt. Cái giọng đi đọc không mà nghe còn không vô lỗ tai sao hát. Không. Đời sinh viên có đàn guitar. Chua lè. Trời ơi. Giọng bẹt quá trời bẹt anh ơi. Tại sao không nghĩ đó là giọng lòng tiếng của một người khác. Đây là lòng tiếng mà còn bị bóp tiếng nữa. Đúng. Ồ,
Nếu như không lồng tiếng thì cũng là bị méo tiếng đi. Trời ơi, hai cái người này khờ quá đi. Mày mới vô lần đầu nó biết đâu. Kim Anh, em phải nghe lời anh. Tại vì biết làm sao không, cô này hát hay cho nên bây giờ cô phải bịt miệng. Cô phải bịt đi để cho cái cái cuốn học nó ấm. Nói đây, là gọi là giết người diệt khẩu đó. Bịt đầu mối. Không cho mình thấy cái mỏ của con nhỏ. Đúng. Không phải. Ở mình cũng thấy ở trên trường quay biết làm sao không, máy lạnh mà không có bịt lại thì sẽ bị viêm họng. Bây giờ họ bịt lại như vậy để chi? Để họ giữ ấm cơ thể một lát nữa, họ bung ra họ hát hay. Nghe lời em anh nghe đi. Nghe giọng nói là em thấy hát dở đó. Ơi, càng nhỏ nhỏ chút xíu, xương có chút xíu vậy đó, hát hay không đó? Mấy người nhỏ xíu là hát hay không hả? Em nghĩ là cái không tóc hay, chỗ không cái máy hay. Đặc không biệt hay. Không hay. Trời ơi. Trời ơi. Trời à. Cái nết hiền khô hà. Quan niệm của tao không hay mà cứ ép người ta hoài. Mình doanh nhân thành đạt là mình kiềm chế lại. Không có sang Kim Anh ơi. Không có là quá không có sang. Em công chúa hai em xin rồi. Ví dụ như Cương nói như nè, anh ơi em không có chọn được tại vì bạn này hát không hay, cái giọng bẹt quá, Cương la lên không có sang. Đúng mê quá. Trời ơi như con cúp bế vậy trời. Vậy là quyết định không chọn hả Kim Anh? Dạ không. Mặc dù được sự thuyết phục của anh Vũ Hà nhưng Kim Anh vẫn không chọn cô bé này ha. Thôi đi tiếp qua số 7. Bạn ấy cũng là sinh viên, bạn cùng phòng với cái cô số 6 nha. Trời đất quỷ thần ơi ạ. Không có thấy nghe được cái khẩu hình luôn đó. Em ơi, cũng một lần nữa em lên tiếng nhờ vậy mà mọi người không ai nghe được gì hết á. Tự nhiên. Em xin lỗi, tại em thấy cúp điện, em tưởng đâu là. Công chúa vậy thấy là không? Em bị hớ hai lần. Không có rút kinh nghiệm gì hết. Công chúa giận. Công chúa giận quá. Công chúa bất an lòng thể. Chương quái, trình á, khoái công chúa đã làm khó nghe rồi. Mà em, mà em tính nào thật nấy. Thí dụ nếu như mà không nghe thì em để người ta làm xong hết thì em nói vào đó cũng được, muộn đâu. Chưa dễ em sấn vô bà Ngân cũng mất bà không mềm nữa đâu. Tôi cười chảy nước mắt luôn. Đừng quay cái cụm từ chứng nào từ đây. Cụm từ của người đi trước người ta dùng chữ hay sao? Chứng nào tật nấy. Vui quá. Cho tôi chết quá. Có ai hát hay mà ngồi ăn từ đầu chương trình tới giờ như bà này không? Ca sĩ nào mà dám ăn cái chuyện này hết trơn. Nè, nghe ca hay hay không? Một hầu ra nó cũng phúng cơm, nó cũng cào đờm. Ở đâu ra mà ăn dữ vậy? Cái mặt là đi rất xa. Cái mặt là cái mặt chứng nào tật nấy. Ăn như vậy rồi no quá đâu có hơi đâu mà hát. Tới mà xôi nữa, trời ơi, mở màn không làm sao mà hát được. Anh biết ăn xôi. Trời đất ơi, nhìn là biết rồi kìa. Hay không phải ăn xôi đâu, ăn bắp á. Ăn bắp. Ăn bắp xào á. Còn giết người ăn bắp xào là dầu, không là hát không được đâu. Nó là hát được. Sợ. Cưng ơi, em ăn bắp phong cưng. Nhỏ kia áo vàng. Vậy nhỏ kia. Nhỏ kia áo vàng. Nhưng mà chị nói dư quá à. Chị nói nhỏ áo vàng. Hoặc là ê nhỏ kia, nhỏ kia. Chứ đâu ra nhỏ kia áo vàng. Biết. Nếu mà chị nói con nhỏ áo vàng là người khác rồi, chị là phải nói con nhỏ kia áo vàng. À, dạ, cái gơ là chị vàng không hiểu không? Cái gơ là rồi. Giống như Kim Anh là chứng nào tật nấy đó. Mỗi người có một gu. Đúng không? Mê quá à. Nói chứ lo cười quá, mình không có tập trung vô chuyên môn.
với em thì là cô số 7 này chắc có lẽ là hát hay. Hay, chọn luôn. Nhanh dạ. 3, 2, 1. Chọn. Đừng có chọn. Trời ơi, ơi. Chọn. Đã chọn rồi. Em chọn. Ok. Chọn rồi. Đâu vậy? Nhật Kim Anh đã quyết định chọn bạn số 7 sẽ hát cùng với mình ở vòng đúng cuối cùng. Sáng suốt á, sáng suốt. Chúc mừng em gái số 7. Sáng suốt gì, bà chọn là anh không được số chọn 7. Nữa đó. Vậy hả? Ừ. Mặc dù là ăn nguyên một cái hộp, không biết là sâu hay bắp xào, nhưng mà vẫn được sự lựa chọn từ Nhật Kim Anh. Ủa nãy anh chọn trước rồi mà, anh chọn số 3. Nãy là anh. Không có chốt. Hồi nãy anh không có chốt. Không có chốt làm sao đúng vậy. Mà được. Hồi nãy Dương Ngọc Thái đã không chốt, cho nên là đã mất cái quyền đó. Và cái quyền đó chỉ một lần duy nhất ở cái vòng 1 này mà thôi. Sao anh Hà? Anh Hà, anh có điều gì muốn chia sẻ? Anh dặm dò gì anh Hà? Anh nói đó là cái cô bé số 6 mới là ca sĩ hát thiệt. Nhưng bây giờ người ta chọn nữa. Rồi anh ơi. Bây giờ người ta chọn cái cô bé áo vàng rồi. Chọn thì chọn. Ủa bây giờ em đổi không? Lại cũng được, được mà. Trứng nào thành lấy mà. Vẫn đổi được. Sao Kim Anh? Em thì em muốn là cô áo vàng đó, cô số 7 đó. Nhưng mà anh Hà 1, 2 nói là hồi nãy anh thấy cái cô này nè, cổ khấn khấn cái gì đó đó. Em chọn số 6. Em không có lập trường nữa. Không lập trường rồi. Em không có lập trường. Em chơi em có lập trường. Không, tại vì mình cũng phải tôn trọng đồng đội của mình chứ. Chắc gì anh Vũ Hà chọn đúng. Nè, Vũ Hà không chọn đúng đâu. Vũ Hà hát dân trẻ sao mà biết được dân ca hát. Chúng ta đã đi qua hết một vòng 7 thí sinh ở đây. Nhật Kim Anh đã quyết định thay đổi ý định của mình vào phút cuối để chọn cô số 6 là người hát cùng với mình ở vòng cuối cùng. Còn bây giờ thì mỗi đội sẽ có 30 giây thảo luận với nhau tìm ra một người hát không hay. Bắt đầu. Ủa, tìm ra một người hát không hay hả? Thì đó, cái đó là chọn đi vòng 3 thôi. Còn vòng 1, vòng 2 mình loại người hát không hay. Chơi rồi mà sao vậy vậy? Bây giờ mình loại. Nói nghe chị chờ, y chang. Bây giờ mình loại ngay cái... Loại cái cô số 4 á. Đâu để mình loại cái người hát hay trước đúng không? Không, loại người hát. Loại người hát không hay nhưng mà mình lựa cái người số 4 mình lựa hay người loại có 2 triệu. Anh đâu đó có hay. Cả không hay không? Nếu mà mình loại người đó là hát hay thì mình bị mất 2 triệu. Rồi, 3 5 4 nè, 4 5 nè. Hết giờ. Mời Trấn Thành. Thưa anh Nghĩa. Thưa nhị vị coi như là đối thủ. Tôi thì trong cái vòng này hồi nãy giờ thần kinh tôi hơi bắn loạn. Bởi vì có một cô gái có sức thu hút quá mạnh liệt, làm cho tôi chú ý quá nhiều. Nên tôi quên mất các thí sinh, hôm nay tôi hơi lơ là. Nhưng tôi vẫn không quên được những giấc mộng ám ảnh đêm về. Cái có cái hướng của tôi là đang về biết khu vực quận 5. Hai người đồng đội nồng cốt của tôi rị tôi lợ, nói rằng không, bến dân đồn mà có tiềm năng. Số 4 á. Tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Nhưng vì đồng đội tôi hiện nay quá vững dạ chắc lòng, tôi không thể làm khác. Thưa anh Nghĩa, gia đình chúng em quyết định về đường Tôn Đản quận 4. Dạ. Như vậy là đội Trưởng Thành đã chọn số 4. Thưa quý vị, ông bà mình có câu quốc mình phóng tay trên. Thấy chưa? Phóng tay trên. Rất cấm kỳ. Tại sao biết chắc chắn số 4 là dở mà không đi trên? Biết chưa? Biết chắc luôn đó. Nè, gừng càng dài càng cay. Đó. Khi bạn nghĩ nó chọn đi, gừng nói tôi liền. Rồi số 1, để tụi nó khỏi hát hay. Ghê hả? Sau đó tôi báo lại, mất 2 triệu. Ờ, thôi. Gừng càng dài càng cay mà. Cay à. Cho nên kính thưa quý vị, hồi nãy vị trí số 6 là đã được chọn rồi. Là không bao giờ thay đổi nữa. Đúng. Không rồi. Ai được loại nữa. Thì bây giờ vị trí số 7 đó. Đúng. Là vị trí mà anh Vũ Hà đó. Không. Ghét cay ghét đắng. Không có ca sĩ nào mà ăn như vậy hết trơn. Chuẩn bị em hát, ăn hôm hát. Nay em ra đi là do đường do ăn quá. Cho nên chúng tôi là những người đi sau. Dạ. Làm sao cãi cũng gần được. Chúng tôi quyết định chọn số 7. Như vậy là các bạn chọn số 7 và số 4. Mời em gái số 4 hát trước.
Bà số 4 nhìn cái mặt bảo đảm ca hay luôn. Nó có một cái nét gì ngộ của nó từ những cái con người ca hay. Nhưng mà nhìn bà đó là thấy khỏe lắm nha, bà hát rất hay đó, bà đó hát hay đó. Cô số 4 không hay. Nhìn mọi cái hình thức nó đều đẩy tới cái chuyện hát hay đó. Đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm. Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Em quê hương dâu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm. Về thăm Sam khói Sam chân mây hỏi rằng có phải sương mai trăng áo trăng ai đi dội vàng bóng dáng thơ ngây tia nắng nhuộm vàng thơm sớm cơn gió rụng bông bưởi trắng nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi chơi có non chưa từng nghe mát rượi bàn chân. Em chưa qua mấy khung sông chưa được nhìn trôi dịnh chiều hôm. Em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động thơm mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Thơ mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngầm phù sa. Cơn gió rụng bông bưởi trắng nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mát rượi bàn chân. Em chưa qua mấy khung sông chưa được nhìn trôi dịnh chiều hôm. Em chưa yêu ngoại thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động thơ mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Thơ mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngầm phù sa. Đau tim quá. Ôi anh Nghĩa em nói thiệt nha, cất giọng hát làm kêu Hoàng Ngọc Quạo chạy luôn. Cái cách chạy nốt của chị á, em thề luôn á, em thách anh bắt chước lại được luôn á. Từ xưa giờ tôi nhái giọng rất là nhiều người, tôi đang rất là muốn nhái một cái ông người nhái mà đi. Mà hát dở. À, giọng nhái bây đi. Giờ chị hát thử một câu em ráng nghe em bắt chước cái nốt ông của nhái chị được hay, đúng rồi. Thử một câu nào đó đi. Câu đầu đó. Mình thử hát theo cái nốt của chị đó. Em đi trên cỏ non đi. Em đi trên cỏ non câu đầu tiên. Em đi trên cỏ non nè, 2, 3. Em đi trên cỏ non mộng ốm đôi bờ đường đê. Dạ đó thôi. Em đi trên cỏ non mộng ốm đôi bờ đường đê. Cũng không giống lắm nữa.
cũng không vô nữa. Còn đó, có thở lại cái nữa. Cuối đó. Câu lại. Câu cuối thôi. Thở mẹ gặp cha. Cái đoạn đó 2 3. Thở mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngầm phù sa. Cái này vô nè. Thở mẹ gặp cha thương lắm như ruộng ngập phù sa. Rồi rồi rồi. Thiếu thiếu cái chữ cha. Cha. À, oh. Cha nữa là đúng. Mấy cái nốt này rất là khó, tại vì khó lắm luôn. Wow, xuất sắc thật đấy. Trời ơi, nói nghe nè, nói nghe nè, nghe nè. Hồi nãy gì vậy? Cô bé mới bước bước ra thôi. Giang hay nè, hát hay nè. Trời ơi, cái điệu bộ của mấy người hát dân ca nè, hay nè, hay nè, hay nè. Hát nhạc bolero đi như vậy nè. Ai nói, ai nói? Đây. Cái lúc mà bà nhịp ở chỗ này nè, đi mấy bước á, mà nói trời sao đi đàng hoàng quá, ngon ngon vô. Đẩy vô một cái như ruộng ngập phù sa. Rồi bây giờ giới thiệu mình đi. Dạ, xin chào anh Trấn Thành, chào anh Trường Giang, chào chị Nhật Kim Anh, anh Vũ Hà, chào chị Kim Chi. Chị Kim Chi. Chị Kim Chi. Chào anh Ngọc Thái, chào tất cả các bạn, các bạn trong chương trình hôm nay. Em tên là Bích Ngọc. Phan, Phan nhất quên. Công chúa được bỏ qua dễ dàng vậy. Chị em mới nói Kim Chi nha cưng. Chị Khánh Chi. Khánh Chi là cái kia là Trịnh Kim Chi. Lâm Khánh Chi. Biết sao không? Trấn Thành, Harry Von thích ăn kim chi. Ok. Rồi rồi tôi bằng Trịnh Kim Chi. Rồi giới thiệu lại tên em nè. Dạ em tên là Bích Ngọc, hiện em là diễn viên tự do. À dạ. Diễn viên diễn kịch hay mình đóng phim hả em? Dạ em đi đóng phim ạ. Đóng phim. Dạ à, diễn viên nó đi cái đứa mà cho nên diễn sâu đến phút cuối cùng mình Giang vẫn còn lộn mà anh cũng lầm nữa nha. Thì trước khi bà em hát á, bước ra anh cũng nghĩ là em sẽ hát hay, nhưng mà hát vui ha, vui dở một cách thành thật. À, cảm ơn em đã đến với chương trình, chào em. Đội Trấn Thành đã chọn chính xác, còn với đội Trường Giang thì sao? Trường Giang chọn số 7. Mời em gái. Có ai hát hay mà ngồi ăn từ đầu chương trình tới giờ như bà này không? Cái mặt là đi rất xa. Ăn như vậy rồi no quá đâu có hơi đâu mà hát. Mà xôi nữa trời ơi, mở màn không làm sao mà hát được. Nó hát được. Cô số 7 này chắc có lẽ là hát hay. Hát hay đó. Sao hay được? Em thì em muốn là cô áo vàng đó, cô số 7 đó. Nhưng mà anh Hà 1-2 nói là hồi nãy anh thấy cái cô này là cổ khấn khấn cái gì đó đó. Em chọn số 6. Chắc gì anh Vũ Hà chọn đúng. Từ ngoài, từ ngoài, từ ngoài, từ ngoài đi. Rồi xa quê cũ, rồi xa quê cũ, khó mong quay về, hỡi con quay về, mẹ con đây ơ, mẹ chờ con, chờ hoài nơi chốn xa xăm, chờ con mòn mỏi. Chờ con mòn mỏi sớm khuya lâu rồi, sớm khuya lâu rồi, mẹ con đây ơ, mẹ chờ con, mẹ chờ con, chờ trong
lầm nghe nắng mưa rồi ngày con trở về đây mồ kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi lấp thân mẹ rồi còn đâu ơ mẹ chờ con mẹ chờ con mẹ chờ nói rồi không có lập trường cho nó nhắc lại rồi nghe lời rừng càng già càng cay. Anh với em chọn đúng rồi đúng không? Em chọn nè. Đây là một trường hợp đặc biệt, một trường hợp rất đặc biệt. Bắt đầu nghe cái này không có nghe củ gừng nữa. Đây không phải là gừng tươi, đây là gừng mứt, gừng nước hoa bột ngọt rồi. Nè, cái bài này là bài Mẹ ơi mai con về, xuất sắc, vỗ tay. Hay quá em ơi, hát hay quá. Em có phải là dân cải lương không? Dạ em đang học hát. Em là người Hà Nội, người Bắc hả? Người Bắc dạ, vâng hát hay quá. Hát Dùng Nam hay gì? Dạ em là quê gốc của em thì là ở Nam Định và em học tại trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và bây giờ thì em vô đây em lập nghiệp ạ. Em tên gì nè? Dạ em tên là Hồng Linh ạ. Hồng Linh, em ơi cho hỏi thăm cái anh chú Hà cũng thắc mắc á. Nãy em ngồi em ăn cái hộp gì vậy mà ăn xong mà ra giọng hát hay đến như vậy? Em ăn giả vờ hay thiệt vậy? Em ăn thiệt ạ, à. Em ăn xôi mà em ăn hết 1/3 rồi ạ. Hộp xôi nha, công chúa, xôi chứ không phải bắp xào nha. Mà bà Ngân cũng rảnh cũng đưa nhỏ hộp xôi. Ăn cho nghẹt hầu ta, người ta ra ca đi cho ăn xôi. Vì cái hộp xôi đó mà mọi người mới hoài nghi em đó. Thực ra thì em ăn xôi, em ăn bánh mì, em ăn cái gì em cũng cài được cả. Em đã có một cái màn trình diễn thuyết phục tất cả mọi người ở đây và anh tin rằng khán giả xem truyền hình người ta cũng sẽ bị giọng hát của em chinh phục. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn vì anh đã mang đến một tiết mục hay như vậy cho chương trình nha. Anh Vũ Hà. Anh Vũ Hà đưa đi, tức muốn xỉu mà. Xin lỗi em đi. Gì gói xôi thôi mà lỡ nhỏ. Tóm lại thế này, từ giờ về sau em thấy xôi là em đừng bao giờ ăn nữa. Vì bà em ăn xôi thôi mà em mất 10 triệu. Khoan, em nói nè, cho em ý kiến nè, là 2 triệu này là trừ của anh Hà hay trừ của em? Trừ của em chứ. Em á. Thì tại sao nè trời. Đó vậy, đang bị bắn kem có lời nhiều á trời. Bây giờ vậy nè, anh Hà lỡ trao rồi thôi, bà lên bà trao 2 triệu thành 4. Rồi, cảm ơn Hồng Linh đã đến với chương trình. Chào cảm em. Cảm ơn ạ. Bây giờ là thôi mình chọn thua rồi, nói gì đi cho nó đỡ nhẹ. Nghe là bởi vậy nên thôi tặng em nó 2 triệu nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai nha. Vòng này các bạn sẽ diễn là chính, chứ còn bây giờ sẽ khó có những cái trường hợp mà chúng ta bắt được cái chuyện là bạn ấy nhép dính hay không dính như những cái mùa trước. Vòng siêu diễn bắt đầu. Số 1. Chắc phải loại này quá. Khiêu khích nghệ sĩ. Tại vì người ta đang ở trong quán cà phê, người ta coi thông tin, người ta trên điện thoại, người ta xem tin tức, cho nên người ta... Ủa đây là siêu diễn đó hả? Dạ diễn ra anh. Diễn chưa? Siêu không? Siêu đó, đó, siêu đó. Ủa gì? Nhưng mà diễn chưa? Diễn không diễn, diễn rồi. Em đâu coi, đâu thấy gì. Che miệng sao thấy? Che miệng không thấy gì rồi. Tự nhiên bây giờ tôi lại thấy cái đầu dài bông cúc nó dở rồi đó nha. Nhà giàu là hát không có hay đâu. Cái số 1 là cái mặt Phương Phi lắm đó. Coi tiếp đi. Vừa rồi số 1 thiệt ra diễn chả coi được gì. Đúng vậy. Giờ mọi người tập trung chú ý soi mói từng chi tiết một ở cái âm số 2. Xin mời. Ừ.
Con của mẹ. Đây đây, mời cái nha. Trời ơi, mẹ tranh thủ ghê ha. Trời ơi, xà tới ôm bà công chúa ca bài lòng mẹ. Làm hết hồn. Nhưng mà mọi người có thấy hồi nãy bạn không? Cố tình cái bước đi á. Ví dụ người ta đi bình thường vậy nè, đâu sao đâu đúng không? Bạn vậy nè, đi mà canh đúng nhịp thời gian. Đúng rồi đó. Đi rất là gượng gạo. Canh để đúng cái câu đó là tới kế bên công chúa rồi ôm vô. Canh khoảng cách. Canh khoảng cách đó. Đúng không? Distance đúng không? Đúng rồi. Vừa tới đây là vừa tới đây nè là à mẹ đó. Đúng không? Ý nghĩa là vậy đúng không? Đúng. Chứ không phải là vì là cố tình đi cho người ta biết là mình không vô nhịp. Ừ. Loại. Loại. Bạn này nghe, bước ra đây là tôi chắc chắn luôn. Rich kid. Cha mẹ ở nhà dư giả, ngồi không, lên mạng sệt dài mua. Mà không phải mua không, mua thêm sợi dây màu thắt bên này, bên kia màu nọ. Cái thứ hai, đeo dây nịch rồi gài hộp, gài hạt, áo vest của bài đặt kim tiến. Thưa anh, đây là một cầu than cứng của giọng mãi giọng mai. Cha bà cử gì bà? Ông nói giống như là đang làm xui nha vậy. Giọng trịnh trọng quá. Phải trịnh trọng chứ, tại vì mình vạch mặt đó mà. Cha mẹ nhà điều kiện dư giả, mua tivi 60 inch hàng ngày coi đi coi lại, mê quá. Một ngày nọ bỗng em nó giơ tay, mẹ con đã đủ trưởng thành. Hãy cho con lau mình ra biển lớn, con sẽ mang vinh quang về cho dòng tộc nhà mình. Nhưng xui cho em, chồng hai bị chung thu phát hiện. Em sẽ về sớm hơn dự định, cha mẹ sẽ dẫn chào đón em. Như vậy là em nghĩ rằng là bạn ấy hát dở đúng không? Dạ. Tiếp nha. Số 3, nãy giờ nhiều người đặt niềm tin vào bạn ấy để xem bạn ấy diễn như thế nào. Mời em. Không tiền đời mày ai thương. Hay. Sắc trời nghe. Ơi, hát hay á. Xuất sắc. Tính già quá non. Ủa thấy gì không? Thấy chứ. Mé bên đây là mù mịt luôn đó. Anh Hà thấy sao anh Hà? Có thấy gì đâu. Thấy cái lưng của cái ông kia thôi hả? Thấy không thấy cái gì cả. Ở đây thôi mấy người trẻ thôi, ta ưu tiên đi. Ta người già cao tuổi. Nó cũng ráng ra nó che nữa. Quá trời, coi anh Hà không ra gì hết trơn. Anh đã đeo cái mắt kiến để nhìn rõ hơn rồi. Ủa, sao công chúa? Sao đeo mắt kiến mà nguy cơ mù mắt như chơi vậy? Công chúa thấy nè, các bạn này là ngon đó. Bà nghe giọng ca hay bà coi người ta vậy? Nói chung là em nhìn tổng thể mặt bằng chung là ông này ngon. Thật sự ra ông hát đứt dính nhưng mà ông hát hờ hợt. Hát như nè. Không thấy chung tiền đời mấy ai hay. 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 Chịu. Tiếp. Số 5. Dạy em ơi, ra diễn. Thấy ngay từ đầu ông cảnh báo không? Tập đoàn Nguyễn Thị Ngân dễ sợ lắm. Chuyện vậy mà cũng dám làm đó. Nãy tôi cũng buồn ngủ, quay đêm mà. Tôi nhắm mắt lại, trong giấc mơ tôi thấy người ra đi là số 5. Trong giấc mơ thần linh mách bảo. Anh thấy cô bé số 5 là hát hay. Em cô bé số 6 mới là hát dở. Trời đất ơi, sao lật lọng vậy? Ủa sao lật lọng rồi, nãy anh kêu em số 5. Ủa anh phe nào vậy? Tại sao anh dập gia đình mình vậy? Ủa anh nói sao? Anh nói gì vậy? Hồi nãy anh nói con bé này là không dám dòm mặt khán giả gì hát dở cho nên ngủ luôn. Sao bé số 6 mới hay. Đây để em nói nè. Thôi người đầu tiên là nhìn rồi. Anh chỗ số 7, sau đó nói bỏ số 7 đi chỗ số 6. Rồi. Còn số 5 là hát dở, giờ anh nói bỏ số 6 đi, số 5 hát hay nhất. Là giờ bỏ hết ba đứa luôn đó. Anh à, lúc anh bước vào đây em cũng nghĩ anh là những cú gừng càng già càng cay. Nhưng bây giờ cho em hỏi anh một câu chân thành. Anh có tiêm thuốc mê giống như Khánh Chi hay không?
nói chuyện thì hai ba lời thay đổi cháu trở cái công chúa mà còn nhớ kỹ hơn anh. Công chúa nhớ từ nãy giờ bạn cứ ngủ như ngoài đó. Đúng không? Đón ai cho bao đứng gì đâu. Rồi ông này nãy nói sao, nói người ta hát không hay, ta không dám nhìn mặt khán giả. Bây giờ nói sao? Bây giờ anh nói rồi anh hát hay. Mà không có lý do, không có lý do gì. Cháo chở. Trời ơi, mà công chúa dập luôn hả? Người lớn kệ chứ. Không đúng, mình phải nói chứ, bức xúc quá. Cái gì đâu mà một tình cảnh ngang trái diễn ra tại đây. Đội nhà làm tao thua luôn. Hạ như Kim Anh. Rồi xong lên cầm 2 triệu lên tặng giống như tiền của mình. Cuối cùng tiền của Kim Anh số. Cái gì vậy? Em có dịp nhớ nhớ nào, quên quên chứ nè, nãy nhớ lắm. Em canh từ nãy giờ đúng lúc em nói đó. Phần phụ nữ như cưng nhau, cưng xuôi cưng chọn chúng đừng càng già càng trai. Cái kiểu gì kỳ cục chị. Cái này gần càng dài càng ngục á. Cái này gần càng dài càng ngục á. Trời ơi, tụi bái, tụi chú ba lại. Trời ơi, bữa nay nhập mà có duyên quá. Càng dài càng ngục luôn. Dài mà mục luôn á trời. Trời ơi, trời. Trời ơi, trời cho tôi chết. Nhưng mà ba nói đúng với bộ. Không mà thiệt. Thiệt. Nói mà bị cáo không không cãi được. Bây giờ này, riêng vòng này nha, sau khi mình xem số 6 xong, em và Kim Anh là im hết, anh phải lấy lại phong độ, anh chọn đàng hoàng tử tế chính xác cho em và Kim Anh. Chơi không? Chọn cái gì? Chọn người hát dở đó. Chọn người hát dở đó. Bây giờ vậy, cho cái bà Corona đó ba ra ba diễn đi. Cái ba ngợp nãy giờ tội nghiệp bà. Mời số 6. Bà bịt mặt vậy rồi bà uống cái đường nào rồi. Rồi không thấy khẩu hình luôn đó. Đen, đá, không đường. Che cái mắt kiến đen lại rồi là tụi mình sẽ đá không có đường về luôn anh ơi. Thấy tương lai Nhật Kim Anh coi bộ mịt mờ rồi nghe. Bây giờ nè, đến cái thời điểm mà anh Vũ Hà phải thể hiện nè. Một người đàn anh nè. Lấy lợi nè. Lấy lại những gì đã mất nè. Gừng càng già càng mục nè. Gừng càng già càng cay. Giận. Thôi đen tí về em gửi cha thuốc hoa cho. Về ta ngửi cho thuốc hoa đi kìa, nói đi. Đừng giận em nè. Mà giờ em nói luôn, bây giờ anh không nói em nói thế nha. Bà đeo cái khẩu trang nếu chút mà tháo ra là bà xỉu, bà thở không nổi rồi. Hơi đâu mà hét. Mình đeo khẩu trang 5 phút là mình còn ngợp thở, mình thở không nổi. Anh em mình không có được để cho bệt ở bển á, là nó đâm nó chọt rồi cho anh em mình ở bên này là bị không có đoàn kết. Không, em không đoàn kết từ đầu rồi. Ủa vậy hả? Thì đúng rồi, anh loại mất tiêu cái người nghe hát hay của em. Nhưng mà chương trình còn tới 5 số người con đã hát hay vẫn mà. Vẫn có thể là bạn ấy hát hay mà. Nhưng mà mình đã chọn số 6 là bắt buộc phải hát số 6. Đương nhiên rồi, giờ con bé số 5 là hát dở ẹt xong coi. Trời ơi anh Hà ơi, cũng anh không anh Hà. Cho em gì? Hỏi nè, như lúc đầu anh Thái chọn ai vậy? Đâu, chưa chọn ai. Chưa chọn, chưa chọn. Con mình cô à cô. Một mình em xung phong, em nhanh hơn ta. Em chọp số 6, đó. Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hội ý với nhau trước khi đưa ra quy định nha. Bắt đầu. Không hay, không hay. Giờ mình lừa một cái không hay. Bây giờ mình chỉ còn bằng cơ hội của một người. Hết giờ. Mời Trường Giang. Trời ơi. Kính thưa quý vị. Anh Vũ Hà từng nói một câu từ đầu, nhà giàu không bắt hay được. Đúng. Đeo quan niệm là phải nghèo nghèo hát mới hay. Rồi xong. Tôi thấy rụng cái bông cúc rồi. Đó là ý kiến của anh Vũ Hà. Có dạ. Nhưng không? Có nhưng không? Có thêm không? Có thêm option mới. Option ok. À. Tức là tại sao ở nhà có không ạ? Đúng. Ra đường là xe lửa nhảy nhót gì? Đúng. Lỡ xe lửa tới làm cái ào rồi ai chịu trách nhiệm? Đúng. Đúng chưa? Loại. Wow. Là số 1 cũng là nằm trong diện đó. Nhưng mà nhà Kim Anh nói là số 3 hát dở luôn. Là cũng nằm trong diện đó.
Còn bây giờ đội tôi muốn loại nhất là số 6 giờ không loại được. Còn rồi bây giờ muốn người muốn loại nhất. Thế nên anh từ đầu cái bông cúc là đã thuộc về Trấn Thành rồi. Ủa giờ mình lựa trước mà. À mình lựa trước hả? Ừ. Anh chọn. Đúng. Đúng rồi, chọn luôn anh. Số 2, bông cúc. Bông cúc số 2. Bông cúc rụng. Cúc đã rụng. Thưa anh, chương trình này sở dĩ được em tồn tại được tới ngày hôm nay, đó là do em có niềm tin mãnh liệt vào những giấc mơ được phát vào. Trời ơi. Trời. Công chúa thấy sao? Má hay đó nha. Tôi nhường công chúa một vòng. Theo tôi là số 5 đó. Còn công chúa thích sao tôi sẽ chiều công chúa với anh Thái vòng này. Bây giờ bông huệ là bên này chọn rồi đúng không? Bông huệ bên này hốt rồi. Bây giờ chỉ còn là các bạn bịt khẩu trang. Không, bịt khẩu trang là bên đây đã chọn rồi. À, bên này chọn rồi. Bên bài miễn tử. Là còn số 5, số 8, số 1. Là còn số 5, số 8, số 1. Ta hát đâu bà ngoại. Đâu ra có số 8 vậy? Không phải. Khánh Chi ngồi như vậy nè, là nó bị che gốc, là thấy thằng số 3. Số 3 mà thành số 3. Có bao nhiêu che cái gì? Có bây giờ mà thấy số 1, số 8, rồi số 4 không? 1, 2, 8, 4 hả? Trời ơi, bà chích xuống lê nhiều quá. Anh Ngoài đứng từ trước em, biết là không phải là không có tôi nói nè, anh nhìn nè. Anh nhìn phải cái đuôi nè. À, số 8 là bị che, nhưng mà nó dẫn là số 3 nè. Em đâu có nhớ đây số 1, số 2, số 3 đâu. Em đâu có nhớ đây số 1, số 2, số 3 đâu. Quên luôn con số đó mày. Nhưng mà tại vì em nhìn mình nó thấy cái số nó giống số 8. Ừ đi mọi người, ừ đi nha. À. Trời ơi, đừng có nghẹo công chúa tôi mà. Tội nghiệp người ta lâu lâu thuốc nó lên não chút xíu nha. Thuốc nó lên não chút xíu nha. Bây giờ trở lại nè, trở lại. Cho nên để cho mình thoải mái nè. Nói nè, cho ta thấy mình. Bây giờ nè, căn cứ nè. Đúng rồi, theo Khánh Chi á là số 1. Anh sao? Đúng y chang luôn. Như vậy là Trấn Thành đã quyết định nhường sự lựa chọn cho hai người bạn của mình. Đó là số 1. Bên đây chọn số 2. Dạ. Nguyên cụm dọn hết tội người ta chứ. Thường thường thì bông cúc ngồi cái bông huệ mình phải chọn số cặp chứ. Đúng không? Bông cúc đi đó với bông huệ chọn cặp đi. Có suy nghĩ lại không? Không suy nghĩ lại. Quyết định. Quyết định. Quyết định. Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Số 1. Mời em ra đây. Chắc nghĩ là hát hay. Ca hay. Khánh Chi đó là hát dở. Có vẻ bạn hát không hay. Cậu này là không biết diễn và cũng không biết hát luôn. Nhưng mà khoái vui lắm. Mê lên nhảy nhót làm trò lắm. Lát gặp Lâm Khánh Chi là chắc nhảy cùng luôn á. Ai đã yêu một lần. Ai đã yêu một lần. Điều hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã yêu một lần. Điều trải qua cái đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu, người tôi yêu đẹp xinh như hoa, như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa đã khuya rồi vẫn ngồi đến sau. Sương rơi lạnh ước đôi bờ vai. Chàng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu dòng quê. Che mình tôi đơn côi, đến bao giờ mới được coi? Đến bao giờ thấy đường cầu vồng? Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại không? Giờ mới biết đâu là yêu. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm xa. Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh chàng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu dòng khuyết để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được ngồi? Đến bao giờ thấy đường cầu vồng? Mơ ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại không? Giờ mới biết đâu là yêu. Giờ mới biết đâu là yêu.
có lẽ giờ đây em đang hạnh phúc bên người đó. Anh cũng ở đây bên chiếc cầu giọt tuyết và hàng ngàn ngôi sao. Thầm chúc em hạnh phúc, người yêu cũ của anh Lâm Khánh Chi. Trời ơi à, cái giọng đang vậy mà còn ham đọc thơ. Trời ơi, không, thiệt ra cái đoạn đọc mới là cái đoạn hay nhất của cái tiết mục này đó. Chứ ông hát là không có vô được gì, chỉ có cái chỗ đọc là còn nghe được thôi. Mà may là cái bài này nhóm bè nó hỗ trợ. Nhóm bè nó ca khí thế trọng, nó rị lự mà cũng không chịu dừng. Ca bất chấp bè mà. Bè đi đường bè là nhạc đi đường nhạc mà vẫn, có nghĩa là vẫn đúng lời, hát không trật vật đúng nè. Tại bạn hát đúng rồi mà, tại giờ trẻ có một chuyện phải về sớm. Anh Nghĩa biết sao hồi nãy ngồi đây á, cái đèn nó không có sáng. Cái mặt nhìn ẩn ẩn đẹp trai lắm. Cái mình nhìn mình thấy cha cũng sinh viên đồ không? Chà cũng ngon lành lắm. Trời ơi, bước ra ánh sáng nó dạ vô con mắt một cái tới nó đó. Đây, mời em giới thiệu. Dạ, xin chào anh chị trong ban giám khảo ạ. Dạ, xin chào tất cả khán giả. Em tên là Chí Trung, hiện tại em đang làm nghề tự do. Em làm gì tự do? Dạ, em làm diễn viên tự do. À, diễn viên tự do. Sao ngộ hơi nhiều diễn viên đến với chương trình này ca kỳ quá. Là diễn viên cho dù hát không hay thì mình phải biết về âm nhạc, cái cảm nhạc để nó phải hỗ trợ cho nghề diễn của mình chứ. Thí dụ anh nói mai mốt em diễn một cái đoạn mà nó cần nhạc rồi em làm sao biết đường vô, thì có lẽ sẽ không bao giờ nhận cái vai như vậy. Biết từ chối cũng là một nghệ thuật. Rồi, cảm ơn em ha. Thì em cứ đi theo con đường diễn viên đi nha, nếu có điều kiện thì trau dồi thêm chút xíu nhạc lý ha. Chào em. Anh Nghĩa ơi, sao dạo này mắt em yếu quá. Yếu cho bằng mắt anh Vũ Hà, sai nữa nè. Rồi, bạn số 2. Này đó, có một cái nét nét, không phải là nét giống nhưng mà cái kiểu mà cái bạn người mà hát dân ca đó, chủ tình đó, giống giống đây nè. Hợp, có hộp, có tiền, vô luôn. Nhưng, xui cho em, chồng hai cái bị chung thương phát hiện. Em sẽ về sớm hơn dự định, cha mẹ sẽ dẫn chào đón em. Như vậy là em nghĩ rằng là bạn ấy hát dở đúng không? Dạ. Bạn mà có tiền mà con nhà giàu mà mang cái đôi giày hiệu như thế này thì thường thường là hát không có được. Ngoại ô tôi có căn nhà tranh, vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quên gấm nhung đài trang, đi về xe đón đưa đêm đêm. Tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sáng nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao, như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ duyên tơ mai sâu. Tôi sợ ngang trái làm mộng đời chua xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta nhưng hình bóng không phai mờ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên, chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo
mai triệu nữa. Cái gì vậy ta? Chả lẽ ông bà mình nói sai sao ta? Gừng gần và càng cay có cay gì đâu. Không có cay luôn á, không cay biết nào luôn. Không theo câu luôn. Này mới đúng nè, gừng càng già càng một. Một không có đâu mấy đứa ơi, tại vì hồi nãy anh quên, anh không kể cho mấy đứa nghe là hôm mấy đứa chứ anh có đi coi bói nè, ông thì bói nói tháng này anh xui lắm. Vậy là em mất 4 triệu rồi đó. Còn gì nữa? Nhưng mà mắc cười, tôi hát nhạc trẻ mà tự nhiên cái này toàn mấy đứa nó hát nhạc dân ca là trời đất ơi, đừng để sợ không, hồi nãy ai là người phóng qua Nhật Kim rồi Anh rỉ tai nói nhỏ luôn. Rồi ai là cái người mà thị phạm ngồi xà xuống bắt chéo cái giò này kia, nói là rành về mấy cái người hát dân ca. Còn cô, người ta đưa cho tôi đưa lên chứ không phải là tôi dặn. Bây giờ mới đưa chứ hồi nãy lần đầu tiên là tự cầm đi lên. Trời ơi thôi, đúng không? Mọi người thấy đúng không? Hồi nãy là tự cầm, bây giờ mới đưa nè. Mình đừng có cãi, bị mình còn thua vòng nữa. Anh nhặt em luôn. Nếu mà đi hát mà hát nhạc dân, nhạc dân ca như thế này đó, chủ hiểu tình không? Chủ tình không có được mang cái đôi giày mà bông cúc. Bông cúc là một, mà chiếc trắng chiếc đen như thế này, hiểu không? Ta có tiền ta mang gì mang, kệ người ta, miễn ta đẹp thôi chứ. Đã nói rồi, vòng cuối còn sai mà. Cao lẹ rồi đi về. Mà trời ơi, tao nói là xui lắm luôn đó. Đẩy cái nhà đó, tao biết là thua rồi đó. Chưa hát biết thua rồi đó. Hồi nãy cũng cái nhà này luôn. Cầm đi cưng. Hồi giống nãy như... cũng cái nhà này, bây giờ cũng cái nhà này em thua luôn đó. Giống như cái nhà này là cái nhà mà nó ám anh Vũ Hà với Nhật Kim Anh hay sao đó. Dạ, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em tên là Đức Anh, em 23 tuổi và công việc hiện tại của em là thu âm và mix nhạc. Thu âm và viết nhạc luôn nha. Rồi thu bao nhiêu tiền bài mà sao tiền nó mua cái đôi giày đó? Thôi kỳ cục không? Ta được tặng vậy đúng không? Giờ tự nhiên điều tra lý lịch. Đúng rồi. Thôi bỏ đi, bỏ khó quá, bỏ qua. Ta có tiền ta mua gì ta bận kệ người ta nha. Mình sai rồi đừng nói nữa anh Hà ơi. Cảm ơn em đã đến với chương trình, chào em. Sai hai lần liên tiếp. Người ta hát hay đẹp trai vậy lỡ lòng nào mà lội người ta. Dạ. Trời ơi là chị, trời. Chị đừng nói như vậy. Thiệt ra nếu như nãy bên đội chị chọn trước là chị cũng hát cái bông cúc đó rồi. Cũng lội người ta đó. Hồi nãy chọn trước luôn. Từ đầu chọn là được rồi. Xong rồi MC đâm trọt ra người ta không chọn. Đúng rồi. MC đâm trọt. Bởi vì mới có bạn số 2 thì bao giờ rồi đây nè. Cách mời cẩn thận. Rồi hai tư vấn nữa. Là nói đúng là bắt ra làm cho nhờ tiếng gì thuốc lên em nhớ rồi. Làm cho khách mời người ta bị đảo điên. Đúng rồi. Có cái từ khách mời mà ba người nè, ông MC và hai người tư vấn nè, làm cho tụi mình náo lòng đảo hết trơn á. Đáng lẽ là bên này chọn thua rồi, tự nhiên nhường cho bên này chọn trước. Đáng lẽ bên này đâu có, theo thứ tự phải là như vậy nha. Tại sao bây giờ mấy cú gần hay đủ thừa vậy ta? Hả? Tại sao được lắm? Có 4 triệu bạc mà cú tiền của người ta nữa chứ mấy cú anh mà cũng đổ thừa. Thành đâu à. Riêng cú gần đổ thừa, cái bông bự này cũng đổ thừa vậy. Cái bông bự đó là đúng. Là tại vì bên đầu tôi chọn, nó chọn số 2. Cái nghĩa nó là thôi mình mới vào đầu mà, mình đi dạo một vòng coi làm sao. Ủa sao chỗ này thuốc chưa lên ta? Thuốc lên, chỗ nào lên là lên. Chỗ nào không cần lên là nó không lên. Rồi thôi, có gì cho công chúa đoán đúng. Em lại anh. Không chứng đúng nha, không chứng đúng. Bây giờ anh nha. Cho ba đứa kia chứ con số 5 nó ngủ luôn bây giờ. Tội nghiệp mà. Ai biết đâu bây giờ lo ghê lộn gì bà công chúa. Quên mất còn tỷ nữ ngồi phía sau nữa. Gì nữa? Dạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 lộ diện. Thưa các bạn, ở đây chúng ta có 3 người. Một bạn ở vị trí số 3, cô gái ở vị trí số 5, ngủ suốt từ đầu chương trình tới giờ mới thức dậy. Và đây, nhân vật đã được Nhật Kim Anh lựa chọn số 6. Đội của Trấn Thành, các bạn có 30 giây để phỏng vấn những người bạn này. 30 giây, bắt đầu. Đó, giờ mình ngồi tâm sự nhau đi, hỏi gì giờ này. Nhìn cái mặt của anh áo xi mi trắng là biết hát nhạc chủ tình liền, mang đôi dài kìa. Đó. Bolero liền, bolero. Hồi nãy người ta mang giày bông cúc cũng bolero vậy. Nhưng mà chị thấy là người này là bolero, em ngộ ha. Kệ chị. Đúng rồi, bạn ok. Cái ý kiến của chị hay là ý kiến của em? Thì bây giờ em, bây giờ em nhìn cái bạn này, em nói không phải bolero là chuyện của em đi. Nhưng mà chị nhìn bạn này chị thấy bolero. Hết giờ. Hết giờ, rồi xong luôn. Để ra cái thời gian đó, hỏi thăm con sao chứ. Thăm gì nữa.
em ba 30 giây đó em không hỏi, em hỏi thăm bên kia thôi chứ. Thăm ở đây đi. Bên kia ta lắm mà lẹt mà. Rồi bây giờ bên đây muốn dùng 30 giây để phỏng vấn không? Giang. Có chứ trời. Thời gian bắt đầu. Bé số 5, em tên đầy đủ là gì? Dạ em tên là Đặng Thị Yến Khoa. Rồi hát hay nè. Yến Khoa là Hoàng Châu đó. Yến Khoa là tên thiệt của ca sĩ Hoàng Châu đó. Bạn số 6, bạn tên thiệt là gì? Dạ Linh ạ. Ờ đó rồi. Hiểu rồi. Lành ít dữ nhiều. Thôi anh xui nè. Hỏi giùm Dương Thái nha. Bạn trai, bạn quê ở đâu? Cần Thơ. Vô. Thôi về. Hết giờ. Về. Rồi. 3 giờ mình chắc chắn rồi đó. Về. Bây giờ thì đội của Trí Thành sẽ chọn ai? Có một người nam thôi. Số 3. Số 3. Rồi, mời số 3 và số 6 vào trong chuẩn bị. Số 5. Bây giờ em ở đây hát cho mọi người nghe xem để mọi người biết giọng hát thực sự của em như thế nào nha. Dạ vâng ạ. Bé số 5 này là cái dạng ca xong là mình sẽ ngủ y như nó đó. Thấy cái khẩu hình thì có vẻ hơi điệu, nhưng mà em nghĩ rằng là hát không hay. Cái giác quan là cô này hát hay đó. Anh thấy cô bé số 5 là hát hay. Nhà em có hoa vàng chỉ cho. Từ thơ ngây dáng hoa đi lấy
dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chỉ đâu nữa, thôi đành hẹn trong. Anh Nghĩa ơi, em thua toàn tập. À, anh Hà, nhờ vía của anh đó. Thưa quý vị, nguyên cái cánh bên mé bên phải. Anh Hà dự đoán bây giờ chỉ có số 6 là chưa biết, nhưng mà chắc người cũng đã hiểu. Còn số 2 thì hồi nãy anh Hà cũng loại luôn. Nhưng mà tôi phải công nhận nha, năm nay là bà Ngân bà giỏi hơn tụi mình. Thật sự, nãy giờ em rà lại anh Nghĩa. Em sai hết đó thật. Em sai 7 ô luôn anh. Nhưng cũng may bên em có hai người quá giỏi, nhìn chính xác. Okay. Cho nên nãy giờ là mới không có bị tốn 2 triệu đó. Bữa nay lần sau em đi làm cái chương trình này, thế nào cũng dát bông lên người em, để não em nó được nuôi dưỡng. Bên đây gắn bông, bên đây gắn hộp cho anh nghe. Dạ đúng. Có bông có hộp thì may ra nó mới sáng cái não mình lên được. Còn bên em do cọt cái tóc cũng nhức đầu. Nó chấn cái não. Trời ơi, rà lại sai 7 số mới ghê chứ. Đáng lẽ là anh không có thông báo đâu, nhưng bây giờ anh thông báo cho mấy em biết luôn. Gì vậy? Anh được chương trình cài cắm vô đây. Cài cắm vô đây nữa. Trời ơi à. Em sai nhưng em không lẻ loi. Bởi vì em biết em không phải là người duy nhất. Đúng. Nãy giờ có một cái người già hơn em, một đầu cao hơn em, và sai đều như em. Mà biết làm sao không? Ví dụ mình già mà đeo kính cận đi để mình thấy rõ, già mà đeo kính mũ đen không có chồng, bởi vì đâu lấy đường đâu, có chật lấp. Em giới thiệu về em đi. À, dạ, kính thưa các anh chị và các bạn, em tên là Yến Khoa và hiện tại em là ca sĩ tự do và kinh doanh cả mỹ phẩm. À, cảm ơn em đã đến với chương trình nha. Dạ, em cảm ơn. Anh chào em. Dạ. Trời ơi, từ đây sao mở chương trình mình thấy Vũ Hà nó tắt liền. Đúng quý vị, từ đầu chương trình tới bây giờ thì có rất là nhiều những cái điều sai, những cái sự cố đến từ đội của Trường Giang, mà nguyên nhân xuất phát từ cái người mà cao tuổi nhất. Kỳ nói đi, kỳ cục. Hồi đầu là em nói anh là thần đồng bé Vũ Hà, nhưng thanh sai nhiều quá cho nên em phải nói thiệt. Anh đã đi quay bói rồi là tháng này anh xui lắm. Hôm nay là ngày 27 nữa, là đi buôn cũng lỗi, huấn hồ chơi game cho nên là rồi. Cái xui của anh Du Hà nó có tới tận cùng hay không nha. Mời Nhật Kim Anh. Rồi hát dở rồi, nghe giọng là không. Ờ dở luôn. Bé này mới hay đó. Không, nghe giọng không đâu, vậy. Em nghĩ bé dở. Này mới hay. Bé này hát mới hay. Trời ơi, cái giọng mà nó chua chua mà nó chanh chanh như vậy, hát nhập nhận nó ngọt lắm. Hát không hay. Hay. Cái giọng bẹt quá trời bẹt. Cái giọng hay. Hay. Đọc không mà nghe còn không vô lỗ tai sao hát. Điệu buông trên sông dài đôi dòng, thuyền em rồi mãi giang câu ca sảng sẽ nao lòng, rừng nước mênh mông cá tôm ngập đồng, phận đời lòng đông em tao tận mưa nắng trên sông.
đừng có làm gì loạn nhịp chứ. Mới vô là chị đã áp lực rồi đó. Lần đầu mới nghe Nhật Kim Anh ca dân ca mà nghe bài này thấy thích đó chứ. Anh, giờ đây hát gì mà trộn hát chơi. Trời ơi, vậy nói chung là em là coi như cái chương trình này là em là toàn tập luôn. Không phải đâu, như thế này, có thể là bà Ngân, bà biết hôm nay có lão làng và mấy người già già đời vô đây ngồi. Già già đời mà chỉ qua công chúa đó. Đúng không? Không phải, cả thành cũng vậy luôn, có cái này dân dây nghề. Tổng nhiên à, kêu tuổi người ta chi vậy? Cho lên. Ở đây ai bằng ai? Rồi ai cũng... Chứ anh là anh luôn rồi. Nhưng mà tức lắm. Bây giờ tao sửa con bé này trước. Tại sao vô đây rồi thắp nhang cúng tổ làm giống như là chuẩn bị hát là như thế nào? Anh ơi, ta nắm vô cái vụ mà thắp nhang cúng tổ. Ai vô đây cũng vậy mà. Anh không tự nhiên đứng lâu lắm. Anh mới là em mới nói anh là khách mời, anh đi rình mò người ta làm chi? Người ta thắp nhang thấy kệ người ta. Đâu có, anh đứng chờ nắm đồng hồ mà con bé nó khấn quá trời khấn mình nghĩ sao con bé này anh nó hát. Anh khấn gì không? Dạ khấn tổ cho con lừa được anh Vũ Hà. Rồi bây giờ mình nghe cô bé giới thiệu nào. Dạ con chào thầy Đại Nghĩa, em chào anh Vũ Hà, em chào anh Khánh Thành, chị Khánh Chi, em chào anh Đại Nghĩa hả? Đây này này này, học trò anh đó phải không? Không phải. Mới chào thầy xong. Dạ không phải ạ, do thầy là dạy trong cùng một sân khấu nhưng mà dạy khóa trước, con ở khóa sau. Nên là sân khấu kịch Hồng Dân hả? Dạ vâng ạ, nên là con ở khóa sau con không thể nào gọi bằng anh hay lòng chú được ạ. Làm diễn viên thôi là được rồi nha, nếu như mình có khả năng. Dạ. À, con bớt mê nhạc lận. Bớt mê nhạc. Và bây giờ sẽ là thí sinh mà đội Trấn Thành lựa chọn. Mời Dương Ngọc Thái. Trời ơi. Ơi đó.
sông này người ta đang tưng bừng đón dâu. Cái người mà anh muốn giữ hát tới cuối cùng phải là ông số 3. Nhưng mà em khẳng định luôn, chắc chắn luôn số 3 hát dân ca hay. Em đồng ý cái số 3 hát hay tại cái nghe cái đó, thấy chưa? Là nghe cái giọng bass á. Nói chung là em nhìn tổng thể mặt bằng chung là ông này ngon. Thật sự ra ông hát đứt dính nhưng mà ông hát hờ hợt. Hát như nè: không thấy trong tiền đời mấy ai hay. 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 Hay chịu. Gọi đó sao em lại quên. Em quên câu yêu thương, em quên câu yêu thương. Bao năm xa quê hương nay lại về, sắc son thâu thề mà người xưa bỏ bên theo chồng. Đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều cho nhắn đôi điều đến người mình yêu, tiếng hò ai nghe buồn thiếu. Mai đi xa quê hương, mai đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương duyên tình đâu, tiếng tha hôm nào mà giờ đây như nước qua. Sáng đò bên kia sông này người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi cớ sao không có ai đưa đò, để con đò buồn yêu quanh bên quê, chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi em đưa tôi qua đò chiều, em hứa bao điều mãi đời chờ nhau, nhưng mà sao em lại quên. Em quên câu yêu thương, em quên câu yêu thương, bao lâu xa quê hương nay lại về, sắc son câu thề mà người xưa bỏ bên theo chồng. Cho nhắn đôi điều đến người mình yêu, tiếng hò ai nghe buồn thiếu. Mai đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương duyên tình đâu, thiệt tha hôm nào mà giờ đây như nước qua. Gọi đò ơi, gọi đò ơi,
Gói Đò với tiếng hát của Dương Ngọc Thái. May mắn là chọn được cái ông này, ông hát hay. Để anh nói có sai đâu. Anh nói em ngay cũng chọn luôn. Anh đó. Anh nói là để ông những người mà hát có hát nhạc dân ca ấy là máu nó ngấm vào và họ xuất thân những người nghèo khó. Thì trong bảy vị trí là anh đúng một vị trí này thôi đó. Mày cất lên cái giọng là mình biết bên trong một tiếng là biết cái giọng ấm á. Hát dân ca ok. May. Cho nên là mình có được cái bài kết chương trình nó ngọt ngào, nó hay quá trời hay luôn. Cảm ơn Dương Ngọc Thái. Mời em về chỗ. Rồi, làm quen với anh bạn này xíu. Giới thiệu đi em. Dạ, em xin kính chào các anh chị. Em là Trần Thanh Điện và hiện tại thì em đang là một hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch mà ca hay vậy đó hả? Rồi mỗi khi dắt khách đi rồi có ca cho khách nghe không? Dạ có ạ. Tại vì đa phần là khách Bắc người ta rất là thích giọng cổ và dân ca. Và em cũng có thể hát được chút chút giọng cổ cho nên là cũng có chen vào đó để cho làm cho khách Bắc vui lòng hơn. Chào, mời tất cả mọi người chúng ta lên sân khấu. Em có thể qua nhà cơm quê 10 khó ăn 1 năm miễn phí. Em chỉ cần dắt anh qua nhà Tùng, anh hung Tùng cái thôi. Không, em biết. Anh thích Tùng. Không, không chơi kèo này. Cả đời, cả dòng họ luôn. Thôi thôi. Sai phạt 2 triệu. Sơn Tùng cầm cọc đưa 200 triệu em lấy sai 100 lần. Sai 100 lần cho anh. Tùng ơi, anh muốn hung em một cái cũng khó quá. Ê Giang, thí dụ tôi được không? Quân đã chốt. Trời ơi. Tranh giành cho anh. Tranh giành. Đứng lên nào. Lần đầu tiên có gây lộn nè. Quyết định của em là đón xem tập 8 Giọng Ái Giọng Ai mùa 5 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2020 trên kênh HTV7. Ngày hôm nay hai người bạn có mặt tại vòng đặc biệt, mỗi người sẽ nhận được số tiền thưởng trị giá là 10 triệu đồng. Dương Ngọc Thái 50 triệu đồng vì đã lựa chọn chính xác người hát hay. Nhật Kim Anh với sự tư vấn và góp ý của bậc tiền bối bé Vũ Hà ra về tay trắng, còn mất 4 triệu cho chương trình nữa. Cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã tham gia chương trình Dòng Ái Dòng Ai ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả tuần sau 19 giờ Chủ nhật trên HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Color Entertainment thực hiện. Và cảm ơn nhà tài trợ độc quyền Samsung Galaxy A21s tiên phong công nghệ, camera macro chụp cận cảnh đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.